Quyên không biết nói gì cả. Quyên rất hạnh phúc. Mọi người vẫn ngồi yên hệt như lúc mọi người vừa mới đến. Đấy là điều rất là tuyệt vời rồi. Và bây giờ là một bài hát cuối của chương trình. Bài hát có tên là Nói Yêu Em Hôm Nay. Và nếu như quý vị tiện cầm điện thoại thì mọi người có thể bật đèn lên, chúng ta cùng nói yêu Quyên hôm nay. Vâng ạ. Ok, Nói Yêu Em Hôm Nay. Bạn mèo xinh bước khoan thai. Và nếu cuộc đời vẫn ngọt ngào những hũ mặt, đừng vội nói yêu em hôm nay. Đừng nói lời yêu em hôm nay. Hey, lời yêu ta ngoài kia bao người vẫn hẹn ước ngóng chờ, đời gieo mầm yêu một rừng cây. Nhìn ngược xuôi nơi hạnh phúc ấy, ôm người thất vọng trách người không. Thời gian đang trôi, mình đều đã lớn rồi, biết tưởng tượng và biết những lẽ đời, nên đâu có vội chi nếu trái tim mong dồn nhịp. Thời gian đang trôi, thả từng chiếc lá qua đủ chuyện yêu thương cách xa. Hãy nghĩ kỹ nếu nói lời yêu em hôm nay, thì hãy yêu em mãi, thì phải yêu em rất lâu dài. Hôm nay, hey, lời yêu ta nói đã bao lần. Ngoài kia bao người vẫn hẹn nước ngóng chờ, đời gieo mầm yêu một rừng cây. Vui mặt xuôi nơi hạnh phúc ấy, ôi người thất vọng trách người không muốn. Thời gian đang trôi, mình đều đã lớn rồi, biết tưởng tượng và biết những lẽ đời, nên đâu có bội chi nếu trái tim mong dồn nhịp. Thời gian đang trôi, chuyện yêu thương cách xa, hãy nghĩ kỹ nếu nói.